Đây là cái bản phía trước rồi. Nhà công tử Bạc Liêu năm 1919, số 13 Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Bên ngoài nhìn vô là biết kiến trúc của Pháp liền nha các bạn. Ngôi nhà này thì đã thấy là có một lầu. Nếu mà khi xưa mà có ngôi nhà này là quá dữ. Khi mình bước vào cổng thì có để một cái bảng là khu tham quan nhà công tử Bạc Liêu. Đi lối này thì đi vào xem coi. Ở này mình đi được vòng đường sau rồi. Khu vực khách sạn. Tham quan nhà mấy người? Dạ một người ạ. Ba mươi nghìn. Đi bên đây hả chú? Dạ vô đó cái bình cổ này. Đây là bộ bàn ghế nè, hồi xưa tới giờ luôn. Vẫn còn nguyên hiện trạng không hư hỏng gì hết. Năm 1919 tới bây giờ là khoảng 100 mấy năm rồi. Bàn tam lăng xoay. Đây là bộ sập gỗ lim. Quý khách không ngồi lên hiện tại. Trời ơi cái sập này nó to. Mọc gan tay luôn các bạn. Ở dưới thì được chạm chỗ qua tiết rồng này. Cái này là gỗ liền nguyên khối luôn. Cái vằn, các bạn nhìn thấy cái vằn của nó quá là tuyệt vời. Ông Trần Trinh Huy, công tử Bạc Liêu, là cậu Ba Huy, sinh năm 1900, mất năm 1974. Đây là bà Ngô Thị Đen, phu nhân công tử Bạc Liêu, sinh năm 1902, mất năm 1972. Có nghĩa là hưởng dương được 70 tuổi. Và công tử Bạc Liêu thì 74 tuổi. Vợ hai, vợ cuối.
là công tử Bạc Liêu là có một người vợ, hai người vợ, ba người vợ. Đây là bức ảnh gia đình. Đây là cô hai Lưỡng, con gái Trần Chinh Huy, công tử Bạc Liêu. Nhìn rất là tây. Đây là bốn bức ảnh của ba bà vợ. Đây là cô vợ cuối, hai bức ảnh của bà vợ cuối Bùi Thị Ba. Đây là chiếc xe cổ nè. Trời ơi, chiếc xe này bây giờ không biết bao nhiêu tiền nữa. Xe này thì đã từng chở công tử Bạc Liêu. Không biết là bây giờ có còn hoạt động được không. Đây là cái bình cổ. Cái bình này cao khoảng 2 mét. Còn đây là bộ bàn ghế được khảm sa cừ. Và dưới đây thì có dưới cái chỗ ngồi có khảm đá ở dưới này. Còn những cái họa tiết này hoàn toàn là bằng khảm bằng sa cừ. Mấy cái này là sa cừ nha các bạn. Còn đây là lớp đá. À, các bạn thấy cái đường vân, cái đường chia cắt giữa lớp gỗ và lớp đá. Cái này chắc được chám bằng một loại keo đặc biệt quá. Đây là sa cờ được cảm ở hình bụi tre hay là hoa mai, đặc trưng của miền Nam Việt Nam. Đúng là với sự giàu có và tiếng tăm của công tử Bạc Liêu thì mới ở được cái ngôi nhà này thôi. Quá là khủng khiếp. Cái bức tượng này bằng đồng. Bình hoa. Tất cả ở đây đều là đồ cổ. Đây là chiếc đồng hồ cổ rồi các bạn. Các bạn thử nghĩ coi, chiếc đồng hồ này biết có giá là bao nhiêu tiền. Có nồi, tô, muỗng, chén, muỗng. Có hai con cọp bằng đồng và tiền nữa nè. Ngân hàng quốc gia Việt Nam 500 đồng. Phòng công tử. Đây chính là căn phòng ngủ của công tử hồi xưa. Có cả bàn trang điểm này. Kính thì đã bị vỡ rồi.
Đây là cái gì vậy ta? Trước đây là một cái hộp gì quá, mình cũng không biết cái đó là cái gì. Đây là chiếc giường hồi xưa. Các bạn biết đó, xà cừ đó là một loại lấy từ vỏ của những con ốc ra, ốc xà cừ ra, và nó có giá trị rất là lớn. Mà để khảm được hết tất cả, hầu như là tất cả các đồ gỗ trong nhà thì với một số tiền rất là khủng. Nhìn rất là sang trọng luôn. Nó đẹp, nó bền theo với thời gian. Đây chính là đá, cũng giống như cái bàn ở ngoài. Ở trong một cái tấm gỗ thì sẽ được lồng hai miếng đá vào. Tivi nhỏ đây. Có cả hai anten. Tivi này thì đây là lần đầu tiên tao thấy cái tivi này luôn á. Đây là cái máy gì cũng không biết nữa nè. Bây giờ thì mình sẽ đi ra bên ngoài để tham quan tiếp. Mình vừa mới tham quan xong phòng của công tử. Ở đây mỗi hiện vật, mỗi chiếc ghế, mỗi chiếc bàn đều có ghi là không được ngồi lên. Bộ bàn tự đây là cái máy gì biết. Bên đây thì cũng có một cái máy nghe nhạc. Bên đây thì cũng là một chiếc giường. Chiếc giường thì được đặt trên nó chính là phải là mặt phẳng bằng gỗ, có bốn cái cột lên trên cái máy. Để mà khi xưa ở đây thì cái phòng ngủ rất là nhiều, để dăng cái màn mà bốn góc bên đây để mình hạ xuống để muỗi nó không có chui vào để tránh mình. Thì có những tờ tiền cổ đây. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 200 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 10, 1.000 đồng. Có những quả cầu thủy tinh đó. Đây các bạn, những cái đèn dầu này thất truyền từ lâu rồi nè. Rất là ít nơi còn những cái đèn như thế này. Tất cả là những vật dụng bằng đồng, thật sự là mình rất là quý giá. Có cả cái bằng ủi hình con gà nữa đây. Bây giờ những vật dụng này rất là quý giá. Đây là chiếc điện thoại. Đây là những cái số để mình bấm số để gọi nè. Còn đây là cái ống nghe. Đã cổ quá rồi nhưng mà dây điện, những cái này vẫn còn bình thường. Những cái chữ nè, những cái chữ nó vẫn còn.
Bên trên thì có một cái mái che giống như cái nón này. Còn thang thì được làm bằng đá. Mộc tứ linh. Đây là cái mộc tứ linh các bạn. Long, lăng, quy, phụng. Trái lá thiêu. Bàn bán nguyệt, đầu lăng chăn móng. Có nghĩa là chiếc bàn này chỉ có phần nửa thôi. Bán nguyệt là nửa trăng, còn đầu lăng là chính là đầu lăng. Chú mình sắp tới giờ đóng cửa hả chú? Mấy giờ mình đóng cửa chú? 5 giờ. 5 giờ hả? 4 giờ 15 rồi. Vậy là con còn 45 phút nữa. Dạ. Hôi ná, hôi ná đại. Hôi ná là một cái dụng cụ để giữ ấm cơm hoặc mang cơm, giống như bây giờ là một cái cầm ên vậy. Bộ bàn tròn mắt che thật sự là làm là rất công phu. Mắt che các bạn thấy không, đây là chính là những cái mắt che. Một gian phòng có tượng của ông Trần Trinh Trạch và bà Phan Thị Bùi. Ông Trần Trinh Trạch là hội đồng Trạch, thân phụ công tử Bạc Liêu năm 1872, năm 1942. Còn bà Phan Thị Bùi, phu nhân hội đồng Trạch, thân mẫu công tử Bạc Liêu năm 1873, năm 1947. Đây là thân phụ và thân mẫu của công tử Bạc Liêu. Đây thì có bộ trà, bộ ấm nướng trà rất là đẹp. Thật sự là cái gì cũng tinh xảo lắm. Còn bên trên là hình của ông Trần Trinh Huy là cậu Bảo Huy, tức là công tử Bạc Liêu. Và các người vợ. Ông có một người vợ ở bên Pháp đây, vợ đầm công tử Bạc Liêu bên Pháp, chính là vị này. Đây là trên lầu 1. Sắp tới giờ đóng cửa rồi cho nên chú bảo vệ chủ đóng những cánh cửa bên ngoài lại hết.
trên vẫn còn một tầng nữa nhưng mà nó bị lấp che lại rồi và không được phép vào. Xa xỉ của những cái món đồ, những cái vật dụng trong nhà của ông.